Kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng những người thành công và giàu có luôn mang tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, thậm chí là trên toàn cầu. Họ đã dùng tài năng và bài học từ trải nghiệm của bản thân để truyền cảm hứng tới cho không biết bao nhiêu người đang khao khát gặt hái được thành tựu trong cuộc đời. Và trong số những người nổi tiếng đó, Warren Buffett được biết tới như bậc thầy dẫn đường chỉ lối cho bất cứ ai đang có ý định đầu tư tài chính để trở nên giàu có. Ông cũng từng đi khắp nơi trên thế giới để gặp gỡ và trò chuyện với hàng triệu người. Lời khuyên của ông cũng không ít và chắc hẳn cũng có khá khá người trở nên thành công nhờ bài học của Buffett đấy. Tuy nhiên, có một nhân vật đã thành danh nhờ sự đánh thức ý chí của Buffett mà chúng ta không thể không nói tới. Sau cuộc gặp với Warren Buffett, chỉ với một câu nói duy nhất của nhà hiền triết xứ Omaha, người đàn ông 51 tuổi này như tỉnh ngộ, thay đổi hoàn toàn tư duy và trở thành tỷ phú các bạn ạ. Vậy bạn đã biết người đàn ông đó là ai hay chưa? Rốt cuộc Warren Buffett đã tiết lộ bí kíp đỉnh cao nào mà có thể khiến cuộc đời của một con người hoàn toàn thay đổi tới mức không ngờ như vậy? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Người đàn ông đó không ai khác chính là Thomas Tull, năm nay đã 51 tuổi, là một tỷ phú tự thân. Nhà sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành công ty Legendary Entertainment. Đây là công ty đã sản xuất hàng loạt bộ phim bom tấn của Hollywood như Jurassic World, The Hangover, The Dark Knight. Chưa hết, vị tỷ phú 51 tuổi này còn là nhà sáng lập công ty cổ phần đầu tư Tulco LLC và là cổ đông của Pittsburgh Steelers. Trước khi thành công đến vậy và sở hữu khối tài sản 3 tỷ đô, Thomas Tull từng điều hành một chuỗi tiệm giặt là và cửa hàng sửa chữa ô tô. Tuy kiếm được một khoản khá khá, nhưng người đàn ông này luôn ước ao trở thành một doanh nhân thật thành đạt. Ông chia sẻ, thật là một cảm giác mạnh mẽ khi có một ý tưởng và chứng kiến nó trở thành hiện thực. Và giấc mơ của ông đã không còn chỉ nằm trong suy nghĩ mà đã xảy ra trong thực tế rồi. Trước khi chúng ta tìm hiểu thành tựu mà Thomas Tull đã đạt được, cũng như điều quý giá mà Warren Buffett đã nói với ông, thì hãy cùng quay ngược lại thời gian để tìm hiểu về bối cảnh xuất thân đầy nghèo khó của gia đình Thomas nhé. Thomas Tull cho hay, ông lớn lên ở vùng ngoại ô New York, là người anh cả trong gia đình. Mẹ ông là bà mẹ đơn thân, đã làm hai công việc để có thể nuôi ba đứa con nên người. Vì thế, từ khi còn nhỏ, Tull đã phải làm vô số việc như là xúc tuyết, cắt cỏ, vân vân để có thể giúp mẹ chi trả các hóa đơn. Lớn lên, Thomas Tull không chỉ thể hiện thế mạnh đồng đều ở các môn tại trường học, mà còn có lòng nhiệt huyết với nghiên cứu khoa học. Ông biết chơi guitar, là người đàn ông lãng mạn, yêu âm nhạc. Tull trong mắt các bạn học là người nồng nhiệt, thích khám phá những điều khác lạ, những sở thích của mọi người xung quanh, bởi với ông sự tò mò chính là sợi dây kết nối tri thức. Vị tỷ phú này chia sẻ, khi tôi lớn lên, tôi có một nhóm bạn rất phóng khoáng vì tôi là một vận động viên. Nhưng tôi cũng học khá giỏi và tôi yêu khoa học. Sau đó, tôi chơi guitar và yêu âm nhạc. Tôi có tất cả những người bạn có sở thích khác nhau. Sự tò mò về trí tuệ là cách chúng tôi kết nối với nhau. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó như vậy, nhưng Thomas Tull luôn nuôi dưỡng ước mơ lớn với khát vọng làm chủ. Do vậy, ông đã quyết định khởi nghiệp vì không muốn làm việc cho bất kỳ ai. Ngay từ những ngày niên thiếu, Thomas Tull cho biết ông không muốn làm công cho bất kỳ ai. Ông muốn nắm bắt chính vận mệnh của mình và thử nghiệm các ý tưởng cũng như lý thuyết kinh doanh. Tất nhiên, vị tỷ phú không phải là người chỉ ngồi một chỗ hay phàn nàn, mơ mộng về mọi thứ. Ông thực sự bắt tay vào thực hiện giấc mơ đời mình. Cuộc kinh doanh đầu tiên của ông trong những năm 90 là một trung tâm sửa chữa ô tô tại chính quê nhà Enwell, New York. Ngày ấy, Tull thậm chí còn không biết thay dầu máy, nhưng cửa hàng vẫn ăn nên làm ra nhờ thời thế thay đổi. Kinh tế ảm đạm khiến nhiều người từ bỏ quyết định mua xe mới mà thay vào đó sửa chữa những chiếc xe đã cũ. Tull cho hay, ông vốn sinh ra ở một vùng có kinh tế eo hẹp, vì vậy người dân có thói quen sửa chữa thay vì mua mới. Ông cũng chia sẻ thêm rằng, trung tâm sửa chữa này đã ngừng hoạt động. Tôi nghĩ rằng hầu hết các thiết bị trong đó sẽ bị thu hồi. Tôi nói với người thu hồi các thiết bị, hay giữ chúng lại để tôi xem tôi có thể làm gì với nó. Mọi người cũng hứng thú với chuỗi cửa hàng giặt là hoạt động bằng đồng xu của tôi. Đây là một số công việc kinh doanh trong thời gian đầu lập nghiệp của tôi. Sau này, tôi mở một chuỗi cửa hàng giặt là và cũng thu được thành công tương tự. Những năm đầu tuổi 20 của Tull xoay quanh các cuộc kinh doanh đầu tiên. Động lực đến với vị tỷ phú là sự tự do của đồng tiền. Ông chia sẻ, gia cảnh nhà tôi vốn rất khó khăn, nhưng sau bao nỗ lực tôi có thể đưa ra nhiều lựa chọn hơn. Không còn bị trói buộc với một công việc, tôi thấy mình đầy sức mạnh. Ở thời điểm đó, mọi người cũng rất ấn tượng với chuỗi cửa hàng giặt là dùng tiền xu mà chàng thanh niên 20 tuổi Thomas Tull khi đó mở ra. Đó là hai trong số các doanh nghiệp mà vị tỷ phú này vận hành khi còn rất trẻ. Và đó cũng là cách mọi thứ bắt đầu. Bởi vì có ước mơ lớn, được làm chủ, xây dựng được sự nghiệp riêng của bản thân nên Thomas Tull đã học hỏi liên tục để làm giàu. Đây là yếu tố mà bất cứ người thành công nào cũng có các bạn ạ. Thomas khẳng định, ông gần như không có bất kỳ kinh nghiệm nào về tiền. Những gì ông làm là mô phỏng những gì ông thấy từ người khác, thường là những người có tiền. Sự mô phỏng đó chính là bài học kinh nghiệm đáng giá với ông. Một trong những điều khiến vị tỷ phú này quyết tâm đến thế là vì sự tự do mà tiền bạc mang lại. Lớn lên trong một gia đình rất nghèo, việc bỗng nhiên có đủ điều kiện để đưa ra lựa chọn mà không bị bó buộc đã khiến ông cảm thấy thật mạnh mẽ. Tôi cố học hỏi những gì mình thấy từ những người mà tôi từng tiếp xúc, những người có tiền và có vẻ luôn hành động hiệu quả. Tỷ phú Thomas Tull chia sẻ, nhưng đó là chuỗi trải nghiệm học hỏi liên tục, ít nhất là với bản thân tôi. Ông Tull cũng nói thêm, một trong những điều thực sự hấp dẫn tôi là sự tự do mà tiền bạc mang lại, vì tôi lớn lên trong cảnh rất nghèo và cảm giác đột ngột có tiền để đưa ra lựa chọn và không phải trói buộc vào một công việc thực sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, dường như tất cả sự lựa chọn và con đường Thomas Tull đi luôn ở trong trạng thái an toàn nên không thể tạo ra sự đột phá ngoạn mục cho sự nghiệp của mình. Do đó, cơ hội gặp được Warren Buffett như một bước ngoặt lớn là đòn bẩy để đưa sự nghiệp của ông lên cao. Chỉ sau một câu nói của Warren Buffett, cuộc đời của Thomas đã hoàn toàn thay đổi. Cách đây 2 năm, Thomas Tull có cơ hội gặp gỡ với nhà hiền triết xứ Omaha, Warren Buffett. Khi ấy, ông đang kể về hoạt động của công ty Tulco của mình và nói rằng họ luôn cố gắng giải quyết vấn đề một cách thông minh. Thế nhưng Buffett đã ngắt lời ông. Vị tỷ phú này nói, Charlie Munger và tôi luôn có quan điểm ngược lại. Chúng tôi tự hỏi rằng điều ngu ngốc mà bạn có thể làm lúc này là gì? Thomas nhớ lại, tôi đã mỉm cười, nhưng ông ấy nói, không, tôi nghiêm túc đấy. Chúng tôi cố gắng nghĩ xem điều ngu ngốc có thể khiến chúng tôi bị tổn hại là gì và liệu nó có quá khó không? Cuộc trò chuyện này đã khiến lối suy nghĩ cũng như cách tiếp cận trong việc kinh doanh, đầu tư của tỷ phú Thomas Tull thay đổi. Trước kia, ông chỉ hay nghĩ theo hướng làm thế nào ta có thể nhanh hơn, tốt hơn và thông minh hơn. Với ông, đó là những yếu tố quan trọng để phát triển. Thế nhưng câu nói của Buffett đã khiến ông suy nghĩ theo chiều hướng mới và lựa chọn cách làm có phần liều lĩnh hơn. Ông để tâm hơn đến mọi loại tình huống có thể xảy ra trong kinh doanh. Lời khuyên của phù thủy đầu tư Warren Buffett cũng đã đi cùng Thomas Tull trong sự nghiệp cả đời. Nhưng nếu chỉ dựa vào lời nói đó của Buffett mà bản thân Thomas Tull không mang những tố chất của một người thành công, biết lắng nghe và tiếp thu quan điểm của người khác, thì chắc hẳn ông cũng không thể thành công vang dội tới vậy. Trước hết, ta hãy thực sự hiểu rõ bản thân. Mỗi chúng ta đều nên dành thời gian tìm hiểu chính mình, giỏi về phương diện nào, mong muốn điều gì và thứ gì khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Sau đó là phải nắm rõ được tình hình. Những rắc rối chúng ta đối mặt ngày nay rất phức tạp và không thể được giải quyết chỉ bằng một vài câu nói, hành động đơn giản. Quan trọng nhất là liên tục học hỏi và học cách hiểu quan điểm của người khác. Thomas Tull bày tỏ, tôi dành nhiều thời gian để đọc các chủ đề khác nhau, nghe podcast và để bản thân tiếp tục với những ý tưởng khác, như đọc các bài tranh cãi hay bài báo mà tôi không đồng tình. Bởi vì tôi nghĩ đó là một kỹ năng cần thiết, thay vì chỉ tự nhủ nó sẽ giúp bạn điều chỉnh cả hành động. Tôi nghĩ rằng có thể tiếp thu quan điểm của người khác mà bạn không tán thành là một điều quan trọng. Vị tỷ phú đã thành công nhờ học hỏi qua các quan điểm khác nhau đối với cùng một sự việc. Bên cạnh đó, vị tỷ phú 51 tuổi này cũng khuyên chúng ta nên kiểm soát cảm xúc của bản thân và đảm bảo rằng chỉ số cảm xúc của mình càng cao càng tốt. Chúng ta cần phải hiểu cách làm việc và giao tiếp với người khác, liên tục hỏi xem bản thân mình là ai, có những kỹ năng gì và liên tục đánh giá những gì mình đang làm. Cuối cùng, để kinh doanh thành công, hãy tìm ra một thị trường ngách, nơi bạn có thể dễ dàng chiếm lĩnh và trở nên quan trọng tới mức không thể thay thế. Và để biết thêm những cách thức kiếm tiền hiệu quả, cũng như phương pháp đầu tư làm giàu, bạn hãy sở hữu ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Chỉ với một chiếc USB nhỏ gọn thôi là bạn đã sở hữu được hơn 80 cuốn sách hay nhất mọi thời đại về kinh doanh, làm giàu do New York Times lựa chọn với nội dung đa dạng về tài chính, tư duy kinh doanh, quản trị marketing và vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ rồi. Các bạn hãy nhanh tay click vào link ở phần mô tả để nhận được những ưu đãi cũng như bổ sung thêm hành trang giúp hiện thực hóa giấc mơ làm giàu của mình nhé. Vậy là sự thức tỉnh sau cuộc gặp với Warren Buffett, người đàn ông 51 tuổi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng tìm cách để làm nhanh hơn, tốt hơn, thông minh hơn. Đôi khi suy nghĩ ngược lại sẽ cho bạn câu trả lời quan trọng nhất và mang tính quyết định. Thomas Tull đã nhận ra điều này khi ở độ tuổi ngoài 50. Nhưng chúng ta may mắn hơn rất nhiều vì biết đến bài học từ cả hai người thành công này khi còn trong tuổi xây dựng sự nghiệp. Chính vì thế, chúng ta hãy cùng cố gắng và nỗ lực hơn nữa để sớm đạt được nhiều thành tựu các bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công mang tới, thì đừng ngần ngại ủng hộ Bí Quyết Thành Công bằng cách nhấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.